bà Nông Thị Minh Huệ 1985, chủ công trình phim trường, tọa lạc trên ngọn đồi thuộc địa bàn thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn trong buổi làm việc với phóng viên đã xác nhận nơi đây từng có người Trung Quốc đến thực hiện các cảnh quay ngoại cảnh. Theo tài liệu do bà Huệ cung cấp, hồi cuối năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn có văn bản chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh thực hiện các cảnh quay tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. công dân số 2071 do ông Phan Văn Hòa phối giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn ký với nội dung sau khi xem xét căn cứ luật điện ảnh, các văn bản pháp lý trong lĩnh vực điện ảnh, sở này đồng ý cho công ty tác nghiệp. Sở này đề nghị phòng văn hóa và thông tin thành phố Lạng Sơn cùng các huyện Lộc Bình, huyện Cao Lộc và ban quản lý khu du lịch Mẫu Sơn tạo điều kiện cho công ty thực hiện các cảnh quay ngoại cảnh cho bộ phim điện ảnh mang tên Lạc Nam Du Ký lối đi lại trong phim trường. Thời gian dự kiến từ ngày 10 tháng 12 năm 2016, 30 tháng 12 năm 2016. Địa điểm dự kiến là Ga Lạng Sơn, chợ đêm Kỳ Lừa, khu du lịch Mẫu Sơn và trường Trung học phổ thông huyện Cao Lộc. Tuy nhiên, các địa điểm dự kiến được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận cho đoàn phim Trung Quốc tác nghiệp không hề nêu ra địa điểm phim trường trên ngọn núi ở thôn Rọ Phải, xã Mai Pha. Ông Lê Trí Thức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn cho biết, đang rà soát lại công trình, dự kiến nếu có sai phạm sang tuần tới sẽ thông tin. Trước đó, hồi cuối tháng 10 năm 2019, báo chí phản ánh trên một ngọn núi thuộc địa bàn thôn Rọ Phải xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, mọc lên tổ hợp công trình hoàn trắng có tường bao xung quanh, bên trong gồm một dãy nhà sàn, tròi lá, công trình được xây dựng trên mảnh đất rộng hơn 1 000 m vuông, gồm 8 căn nhà sàn và 6 chiếc chòi lá. Vị trí ngọn núi mọc lên công trình xây dựng cách trung tâm thành phố Lạng Sơn khoảng 1km, từ dưới chân núi có một con đường bê tông vừa đủ rộng để xe ô tô cỡ nhỏ di chuyển lên. Khi công trình này bắt đầu được đưa vào sử dụng, thỉnh thoảng có từng tốt người Trung Quốc đến tự sinh hoạt, ăn nhậu rồi lại đi. Ở thời điểm đông nhất, nơi này có khoảng gần 20 người dân chỉ hoạt động ban ngày, đến 22 giờ là nhóm người này bắt đầu giải tán.